Anh Tảo ơi, anh đã còn thấy vàng không? Anh đã không thấy vàng đâu anh. Nào anh, quá bự đi. Hai Pencil Studio. Sưu tập bong bóng siêu khủng của nhà Búc. Xin chào tất cả các bạn. Phải làm sao đây anh đã? Chẳng lẽ mình lại để ngày sinh nhật của anh Búc chị trôi qua nhàm chán như vậy hả? Phải chia ở My Pencil, hãy tặng cho mình những món quà để mình có thể trang trí trong ngày sinh nhật anh Búc chị. My Pencil ơi, hộp hai bên sờ là nhất, lúc nào hộp hai bên sờ cũng xuất hiện khi mình cần hết. Đúng vậy. 1, 2, 3. Yeah. Wow. Các bạn ơi, đây là rất nhiều bong bóng. Rất nhiều luôn á. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Wow. Cảm ơn hộp hai bên sờ rất nhiều. Đây, dựa trên những kiến thức của vàng về slam thì ở trong quả bong bóng này cũng có rất nhiều màu sắc giống như những slammer trộn với nhau vậy đó. Chắc là thổi lên sẽ là bong bóng vệt màu. Không, người ta hay gọi là bong bóng galaxy đó. Wow, nghe tuyệt vời quá anh ha. Ngoài ra còn có bong bóng hạt mút xốp nữa nè. Thật sự tuyệt vời. Còn đây là bong bóng xoắn. Các bạn nhìn nè, với cái hình dạng bong bóng như thế này thì lúc thổi xong chắc chắn sẽ tạo thành một đường xoắn rất đẹp. Hả? Đây là một loại bong bóng khổng lồ. Trời ơi, cái bong bóng này mà thổi lên chắc bự bằng cái nhà của mình luôn á anh Đạt. Anh Đạt cũng nghĩ vậy đó. Các bạn nhìn đi, riêng của bong bóng này nó bự hơn mặt vàng rồi. Bự mà anh đỏ luôn. Thôi đi anh đỏ mặt ơi là mặt, cái bong bóng nó làm sao bự bằng mặt anh đỏ được. Còn đây là... Ôi, loại bong bóng này đang hot ngoài thị trường nè. Đúng rồi, đây là một loại bong bóng Galaxy. Nó còn có đèn nữa nè. Vì vậy nên sau khi mà quả bong bóng này được thổi lên, nó sẽ lập tức vô cùng lấp lánh với những ánh đèn bao xung quanh. Đúng, và rất là thích những quả bong bóng này. Anh Đỏ cũng thích nữa. Wow, đây là một quả bong bóng thật sự hoành tráng. Vậy là mình phải bỏ pin như đây nè các bạn. Đúng rồi. Wow, đây là một quả bong bóng công nghệ. Nhiều bong bóng như vậy chắc là anh Búc Chì sẽ thích lắm á. Chắc là hả, buổi tiệc sinh nhật của Búc Chì sẽ lấp lánh lung linh lắm luôn. Đúng rồi, đó sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời. Nhưng mà trước khi á, mà mình hỏi những quả bong bóng này trang trí á, thì mình có thể thực hiện một thử thách được không anh Đỏ? Được thôi, thử thách gì? Và nghĩ sẽ rất là vui luôn. Mình sẽ bỏ tất cả những bong bóng này vào bên trong một thùng mút xốp mà A Xanh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó trong vòng 20 giây bọn mình sẽ tìm kiếm, ai tìm được ra nhiều bong bóng hơn thì người đó chiến thắng. Vậy thì chúng mình cùng thi thôi. Ta-da. Bây giờ tụi mình sẽ bịt mắt lại nha. 1, 2, 3. Hồ điên. Các bạn thấy vàng có dễ thương không? Bây giờ vàng không còn thấy gì nữa hết đó các bạn ơi. Đó cũng vậy. Bây giờ thời gian bắt đầu chưa? 1, 2, 3. Ở vòng đầu tiên các bạn đã biết ai là người thắng cuộc rồi đó. Nói chung á là nhìn sơ sơ qua thì bây giờ vàng chỉ có hơn 10 cái bong bóng thôi, trong khi ôi anh Đỏ ơi, anh Đỏ có bao nhiêu bong bóng? Ôi anh Đỏ chỉ có 4 cái bong bóng mà thôi. Vậy thì bây giờ vàng có dám thi với anh Đỏ? Anh Đỏ muốn thi gì nè? Có ai thổi bong bóng nhanh hơn không? Được, vậy thì bây giờ mình cùng thi thôi.
Mình chỉ có 10 giây thôi á. Vậy vậy nên mình phải cố gắng hết sức. À, 1, 2, 3. Hết giờ. Yeah, anh đã thắng rồi nè. À, hồi nãy vàng thỏi còn bự hơn anh đã nữa, nhưng mà nó lỡ bị xì rồi, vàng còn không kịp. Vậy thì vàng vẫn thua thôi. À, với cái bong bóng thì làm sao mà vàng thắng được? Hô hô hô. Vậy thì anh đã thắng vòng này nha. Hồi nãy là em á, là chỉ có chơi vui anh đỏ vậy thôi, chứ thiệt ra em có một món đồ đặc biệt á, nếu mà thi anh đỏ là em thắng chắc luôn. Đồ gì? Đây nè, bạn đã chuẩn bị ra nè. Ta-da! Đây chính là một chiếc máy bơm bong bóng kỳ diệu. Bây giờ anh đã lấy bong bóng cho vàng bơm thử đi. Được rồi, để em phụ vàng. Anh chọn cái nào? Anh nghĩ là chọn cái hồi nãy vàng thổi đi. Bây giờ vàng sẽ để nó vô đây. À, sau đó vàng nhấn vào đây. Đây, quả bong bóng đầu tiên đã ra lò. Wow, khi mà bơm bong bóng lên như vậy thì các bạn muốn shop ở trong nhìn thấy thật là rõ. Đây, của anh 5.000. Anh không có tiền đâu. Ờ, mà bạn thấy quả bóng nó đẹp không? Thật sự đẹp. Ủa mà sao các bạn muốn shop này có thể bay vòng quanh như vậy được? Ờ, anh đâu cũng không hiểu luôn á. Wow, các bạn ơi, không chỉ rớt ở đây mà các bạn muốn shop còn bay nữa nè, các bạn nhìn thấy không? Bay lơ lửng. Vậy anh đỏ muốn coi thử coi những cái hạt mua shop đủ màu này có đẹp như vậy không á. Vậy để vàng bơm lên thử. Wow. Những cái hạt này thật sự đẹp. Thật đẹp, rất đẹp. Các bạn nhìn đi, các hạt bám ở trên bong bóng đẹp quá nè. Bây giờ bạn sẽ bơm bong bóng màu vàng. Vậy thì bơm luôn cho anh đỏ bong bóng màu đỏ đi. Được. Để anh phụ vàng giữ. Dạ. 1, 2, 3. Wow. Các bạn nhìn nè, khi mà thổi lên thì cái bong bóng này xoăn xoăn y hệt một cọng mì gói. Đúng vậy. Nhưng nó cũng giống một con vuông. Ồ, anh thì thấy nó giống một cây gậy. Có cây gậy nào mà cong vòng vậy không? Nhưng mà nó thật là dễ thương đúng không anh đã? Đúng vậy. Ôi em vàng ơi, anh đỏ thấy còn một cái bong bóng khổng lồ nè. Thì mình phải bơm lên mình mới biết là nó sẽ bự đến mức nào. Ồ, đây là cái bong bóng khó bơm nhất mà vàng từng thấy. Wow. À. Anh đỏ không thấy vàng đâu anh. Nếu anh quá bự đi. Bây giờ mình đã thổi xong tất cả các loại bong bóng rồi ha. Ủa chưa, còn sót một bạn bong bóng nữa nè. Đây là bong bóng điện. Yay, em không ngờ là quả bong bóng nhìn nhỏ xíu như vậy mà lại bơm bự được như vậy đâu anh đỏ. Anh cũng không ngờ luôn. Anh có biết quả bong bóng này tại sao nó lại có màu trong suốt như vậy không? Thì là tại vì nó màu trong suốt. Không phải đâu, nhờ màu trong suốt như vậy nên mới làm cho những ánh đèn xung quanh thêm lấp lánh đó. Bây giờ vàng sẽ trang trí thêm cho những cái bong bóng này lấp lánh hơn nữa. Bây giờ sẽ là bước quan trọng nhất. Bây giờ em sẽ bật đèn nha anh đã. 1, 2, 3. Wow. Wow. Nhưng mà em nghĩ
nó sẽ đẹp hơn nữa. Nếu như đèn tắt. Wow. Trời ơi, anh ơi, thật sự lung linh lắm luôn. Wow, thật là lung linh huyền ảo lắm luôn. Trời ơi, những ánh đèn đầy đủ sắc màu luôn nè. Đúng vậy đó. Trên cái bong bóng nhìn trong suốt như vậy á, nó phản chiếu nhìn như là rất rất nhiều đèn vậy đó anh ạ. Đúng là bong bóng Galaxy. Không còn chờ chờ gì nữa, em sẽ bình chọn cho cái bong bóng này là bong bóng em vàng thích nhất. Anh sẽ bình chọn là bong bóng đẹp nhất cuộc đời anh đó. À, bây giờ mình hãy cùng tắt nó đi để tiết kiệm điện. Wow. Như vậy là hôm nay mình đã có rất rất nhiều quả bong bóng đẹp và kỳ diệu. Và bự nữa. Đúng rồi. Vậy là mình tha hồ trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của anh Bút Chì sắp tới luôn á. Đúng vậy. Các bạn ơi, nãy giờ các bạn theo dõi thì các bạn thích quả bong bóng nào nhất? Các bạn có giống vàng thích quả bong bóng điện này không? Bởi vì nó rất lấp lánh. Hay là các bạn lại thích bong bóng xoăn? Hay là bong bóng khổng lồ? Bong bóng khổng lồ của anh đó có khả năng che hết chúng ta luôn, không thấy mình đâu luôn. Còn quả bong bóng mút xốp này cũng kỳ diệu, vì các bạn mút xốp cứ dính ở trên thành bong bóng chứ không có bị rớt xuống đâu nha. Em và cảm thấy điều này là một điều vô cùng lý thú. Cuối cùng là quả bong bóng Galaxy với những vệt màu. Vậy là ngày hôm nay mình đã biết được quá trường những loại bong bóng kỳ diệu luôn. Các bạn ơi, các bạn còn biết quả bong bóng kỳ diệu nào hơn những quả bong bóng mà Vàng đang có không? Thì hãy nhớ chia sẻ với Vàng nha. Hoặc là các bạn có thể comment bên dưới gợi ý cho Vàng và anh đã nên mua loại bong bóng nào nữa để trang trí cho bữa tiệc của anh Bút Chì thêm rực rỡ và lung linh. Các bạn ơi, như vậy các bạn cũng đừng có quên subscribe kênh Hai Pencil Studio để coi ở những tập tiếp theo tụi mình sẽ có những điều gì đặc biệt và thú vị muốn chia sẻ với cho các bạn. Biết đâu tụi mình lại khám phá thêm được nhiều quả bong bóng kỳ diệu hơn thì sao. Ngoài ra các bạn ơi, hãy nhớ kết bạn với tụi mình trên trang Facebook Gia Đình Bút Chì. Trên trang Facebook này, tụi mình thường xuyên cập nhật những hình ảnh của tụi mình nè, những điều vui buồn mỗi ngày. Cũng như các bạn có thể nhắn tin về cho tụi mình nữa, tụi mình thích lắm luôn á. Nhưng nhắn tin mình... nói chuyện với anh Đỏ đi, anh Đỏ giờ dạo này anh Đỏ hơi buồn. Trời, như vậy là tụi mình sẽ kết nối với nhau thiệt là nhiều luôn. Vậy tụi mình đợi các bạn ở trang Facebook Gia Đình Bút Chì. Và các bạn hãy nhớ subscribe kênh Hai Pencil Studio đó nha. Còn bây giờ thì chắc Vàng với anh Đỏ phải thổi tất cả những quả bong bóng này để chuẩn bị cho sinh nhật của anh Bút Chì thôi. Đúng rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.